Nhắc đến Trương Hàn, khán giả sẽ nghĩ ngay đến nam thần tổng tài, anh chuyên thủ vai các tổng tài vừa bá đạo vừa xoáy nhất màn ảnh xứ Trung. Nếu em bình an đó mới là ngày đẹp trời, là bộ phim tình cảm dài 45 tập xoay quanh sự phát triển của các thương hiệu thời trang nội địa Trung Quốc. Trong phim, Trương Hàn hóa thân thành tổng tài bá đạo, chuyên tâm sự nghiệp. Vậy nhưng mọi chuyện thay đổi khi startup trẻ tuổi từ lộ đến và phá vỡ những tư tưởng ăn theo lối mòn của giới thời trang. Một người là đại boss kiêu hãnh lạnh lùng, một người là nhà thiết kế trẻ táo bạo tươi vui, cả hai gần như bị hút chặt lấy nhau như nam châm cháy dấu. Hai người cùng tạo nên những trang phục đẹp độc đáo để đưa ra thế giới. Trong quá trình hợp tác, Đường Minh Hiện nảy sinh tình cảm với Mạc Phi. Trước đó, Trương Hàn từng làm mưa làm gió với vai diễn phong đằng trong bộ phim Sam Sam đến rồi. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Sam Sam đến đây ăn nè của nhà văn nổi tiếng Cố Mạn. Ngay sau khi phát sóng, bộ phim đã nhanh chóng làm mưa làm gió tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong phim, phong đằng đốn tim fan nữ nhờ vẻ ngoài cao giáo, điển trai và nhất là nụ cười tỏa nắng của mình. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng phong đằng đã là CEO của một tập đoàn lớn mạnh, mang tên mình và một khối tài sản đồ sộ. Với những kinh nghiệm từ các vai diễn tổng tài bá đạo trước đây, chắc chắn bộ phim Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời sẽ đem lại thành công cho Trương Hàn. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 10 năm, hầu như Trương Hàn đều nhận những vai tổng tài đẹp trai thành đạt, không thì cũng là thiếu gia nhà giàu tương lai sẽ thừa kế tài sản. Quả thật, những vai diễn này đã đưa Trương Hàn lên đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng đẩy sự nghiệp của anh trượt dốc không phanh. Trương Hàn nổi lên nhờ vai chàng thiếu gia giàu có Mộ Dung Vân Hải trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, rồi lại gây ấn tượng mạnh với vai phong đằng trong Sam Sam đến rồi. So với nhiều đồng nghiệp khác, Trương Hàn lại rất hợp với những vai tổng tài mà trong nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã miêu tả. Có được ưu điểm này, Trương Hàn lại càng ham hố kiểu nhân vật này. Anh nhận nhiều bộ phim với kiểu vai này như Huyền của Ôn Noãn, Nếu Paris Không Vui Vẻ, Thời Đại Quý Cô. Nhưng ưu điểm này đã nhanh chóng biến thành nhược điểm đầy sự nghiệp của Trương Hàn tụt dốc. Khán giả phát chán khi anh chỉ quanh đi quẩn lại với một kiểu nhân vật, diễn xuất vốn được đánh giá cao nay bị chê làm một màu. Thậm chí khi sự nghiệp đã không còn khả năng cứu vớt, Trương Hàn vẫn không cố gắng tìm lối đi mới. Nam diễn viên vẫn cứ mù quáng mà tiếp tục chọn đóng vai tổng tài, cùng kịch bản một tiếp chẳng có gì mới. Sự nghiệp của Trương Hàn tụt dốc, studio do nam diễn viên thành lập cũng không ăn nên làm ra. Đa phần những bộ phim do studio của Trương Hàn đầu tư đều không thành công. Không chỉ vậy, còn có vài bộ bị xếp kho chỉ vì có diễn viên Hàn đóng, trong khi Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đã ra lệnh cấm Hàn. Trương Hàn có hai mối tình nổi tiếng và tai tiếng với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Chát. Nam diễn viên 35 tuổi niên duyên với Trịnh Sảng khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ thời điểm đó. Họ có mối tình bắt đầu rất ngọt ngào, nhưng khi kết thúc lại vướng phải vô số thị phi không đáng có. Khi đó, Trương Hàn bị tố là người đàn ông tệ bạc bỏ rơi Trịnh Sảng, trong khi nàng cỏ yêu anh say đắm, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn xinh đẹp hơn trong mắt bạn trai. Trịnh Sảng hy sinh rất nhiều vì Trương Hàn, thậm chí còn không ngần ngại bỏ luôn cả sự nghiệp đang ở đỉnh cao để kết hôn, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn đường ai nấy đi. Năm 2014, Trương Hàn kết thúc mối tình 5 năm với Trịnh Sảng. Một năm sau đó, ngôi sao Sam Sam đến rồi công khai hẹn hò với mỹ nữ tân cương Cổ Lực Na Chát. Khi họ công khai hẹn hò, Trương Hàn bị tố ngoại tình với Cổ Lực Na Chát, và đó là nguyên nhân khiến anh chia tay Trịnh Sảng. Khoảng thời gian đó, Trương Hàn bị gắn mác cha nam, còn Cổ Lực Na Chát bị gọi là tiểu tam. Cả hai gặp rất nhiều áp lực khi cư dân mạng thường xuyên chỉ trích, mỉa mai họ. Nhưng rồi tình cảm bền chặt của Hàn Chát đã chiến thắng mọi khó khăn. Họ từ cặp đôi bị ghét nhất showbiz trở thành cặp tiền đồng ngọc nữ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những tưởng Trương Hàn và Cổ Lực Na Chát sẽ có một kết thúc hạnh phúc, nào ngờ cuối năm 2017, họ tuyên bố chia tay. Trong 2 năm, cặp đôi vướng không ít tin đồn tái hợp, nhưng lần nào Cổ Lực Na Chát cũng đều lên tiếng phủ nhận, trong khi Trương Hàn thì im lặng. Ngoài Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Chát, Trương Hàn cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân showbiz như Trần Kiều Ân, Trương Quân Ninh, Tiêu Tuấn Diễm. Với Trần Kiều Ân và Trương Quân Ninh thì đều không có bằng chứng xác thực. Không chỉ vậy, khi tin đồn xuất hiện cũng chẳng ai lên tiếng. Còn với Tiêu Tuấn Diễm, cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận khi tin đồn hẹn hò với Trương Hàn xuất hiện. Ở tuổi 37, Trương Hàn vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang năm nào, nhưng có lẽ điều này rất khó để thực hiện được. Trong khi đó, đường tình duyên của chàng nam thần màn ảnh một thời cũng không được suôn sẻ và tai tiếng thì cũng quá nhiều. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Trương Hàn, hy vọng anh sẽ nhận ra được cái sai trên con đường sự nghiệp mà mình chọn, đồng thời nhanh chóng tìm được nửa kia trên con đường tình duyên.